Trường Tiểu học Tràng An được thành lập từ năm 1995. Trải qua quá trình phấn đấu, nỗ lực giảng dạy học tập, năm 2003, năm 2011, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Xác định được xây dựng trường chuẩn quốc gia là sự đảm bảo tốt nhất các điều kiện thúc đẩy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Vì vậy, quyết tâm giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 1, nâng chuẩn lên mức độ 2 để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đã trở thành mục tiêu trọng tâm hàng đầu của trường Tiểu học Tràng An. Được sự quan tâm đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, Ủy ban nhân dân xã Tràng An cùng các cơ quan ban ngành, cha mẹ học sinh, tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từ năm 2015 đến tháng 8 năm 2018 là trên 9 tỷ đồng. Hiện nay, nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang với nhà hiệu bộ, 18 phòng học, thư viện đạt xuất sắc, trang thiết bị dạy học đồng bộ, đảm bảo hoạt động dạy và học. Thực hiện chủ trương của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, nhà trường đã được quan tâm làm sân cỏ nhân tạo trị giá gần 600 triệu đồng với 50% kinh phí của thị xã, 50% kinh phí của xã. Phụ huynh lắp đặt điều hòa cho 10 phòng học. Đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, trình độ chuyên môn vững vàng, tích cực tham gia các hoạt động tập huấn bồi dưỡng do ngành tổ chức, sinh hoạt chuyên môn nghiêm túc, chất lượng cao, các chuyên đề nâng cao chất lượng giảng dạy được duy trì thường xuyên. Nhà trường tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động như hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, ngày hội đọc sách, hội giảng, khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, chủ động tự làm đồ dùng dạy học, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành được nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được sự hưởng ứng tích cực, hiệu quả, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Cán bộ quản lý, giáo viên ngày càng vững vàng về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng mũi nhọn được đẩy mạnh. Học sinh lên lớp hoàn thành chương trình tiểu học hàng năm đạt 100%. Từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, học sinh nhà trường đạt 205 giải cấp thị xã, 42 giải cấp tỉnh, 9 giải cấp quốc gia. Chi bộ nhà trường 5 năm liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, liên đội vững mạnh xuất sắc, tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, được Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen. Ban giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt được, tự kiểm tra và thiết lập hồ sơ lưu theo đúng quy định, tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư, giúp đỡ về mọi mặt. Kết quả tháng 8 năm 2017, kiểm định chất lượng đạt cấp độ 3, tháng 11 năm 2017, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, giai đoạn 2017-2022. Để có được kết quả trên, nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cơ bản như làm tốt công tác tham mưu để nhận được sự ủng hộ, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục đào tạo. Công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, chia sẻ hỗ trợ của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể cùng tham gia. Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách được giao, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cha mẹ học sinh để tăng cường các giải pháp phát triển giáo dục, cải tạo cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, kỹ năng sư phạm, sẵn sàng tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt ưu tiên lựa chọn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát huy hiệu quả của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2017-2018, trường Tiểu học Tràng An tiếp tục phấn đấu, nỗ lực về mọi mặt, đạt được nhiều thành tích trong dạy và học. Học sinh tham gia các hội thi, giao lưu đạt 35 giải cấp thị xã, giải khuyến khích hội thi hùng biện ngoại ngữ, tự hào kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, 10 học sinh được Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, tổng phụ trách đội giỏi cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thị xã tặng giấy khen. Trước thềm năm học mới 2018-2019, niềm vui trường chuẩn quốc gia mức độ 2 được nhân đôi khi nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được nhận cờ thi đua dẫn đầu khối tiểu học. Ủy ban nhân dân xã xây dựng bếp ăn bán trú trị giá 500 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa và nguồn ngân sách xã, giúp học sinh phụ huynh giảm thời gian đưa đón, học sinh được chăm lo sức khỏe, phát triển toàn diện, tạo sự giáo dục đồng bộ trong nhà trường. Phát huy truyền thống, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với những thành tích, những danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đã đạt được để tiếp tục hướng tới những mùa quả ngọt trong tương lai.